Dạ, kính thưa thầy ạ, chúng con cần tu tập thế nào để chánh pháp và thiện hữu tri thức luôn hiện hữu trên thế gian ạ? À, giữ gìn giới luật thì là hiện hữu là lúc nào không cần lấy giới luật làm thầy, không lấy ai làm thầy, lấy năm giới thiện pháp 10 điều lành và 10 giới thánh đức sanh di của cuộc xuất gia, thì giờ giới luật này nó sẽ bảo vệ mình và mãi mãi là mình gặp thiện hữu tri thức là giới luật của mình, rồi mình sẽ gặp thiện hữu tri thức tại này là sao ha. Dạ, kính thưa thầy, chúng con bảo vệ chánh pháp để và thầy thiện hữu tri thức để gieo duyên với chánh pháp và bậc thiện hữu tri thức để tăng cường tín lực và tam bảo, thì chúng con muốn biết là thầy có hoan hỷ cho điều đó không ạ? Sao cô nói lại cho cô nói lại Dạ, chúng con muốn bảo vệ chánh pháp và bảo vệ thầy ạ, để mà chúng con được gieo duyên với chánh pháp và thiện hữu tri thức và chúng con tăng cường được tín lực vào tam bảo, thì thầy có hoan hỷ cho chúng con điều ấy không ạ? À, nói chung là thầy đều quan hệ hết, là nhớ mình lấy giới luật làm đầu là bảo vệ, thứ hai nữa đó, là bảo vệ là gì, là mình làm một việc gì đó, thì mình tác ý mình nhắc nhở, thí dụ như bảo vệ là gì, chính mình sống giữ gìn giới luật đạo đức ước nguyện là mình bảo vệ, mà khi trong khi những cái điều gì đó thì mình đứng lên thì mình mỗi người mình nói những đề đâu ba lời đó, thì để mà mình đẩy lui đi những ác pháp, đó là điều tốt đẹp chứ không có gì khác. Chứ không phải bảo vệ mà bận tâm mà giống như người đời thế này kia thì đâu. Thì giống như là hôm mà vừa rồi chuyện gì đó là như vậy mà cháu Nguyên nó đứng ra để mà nó nói với mấy người đó đừng có quậy quẹ nữa, đó đó là cái điều mà nó đứng ra nó hy sinh để bảo vệ, đó là điều tốt.